Rồi em đang dỡ rất là nhiều lô Mỹ các bác nhá. Này các bác nhìn cân đỏ này, mà lô này toàn bát 40 luôn. Những cái loại mà gấu gấu của bát 40 của Sharkwin là lô này có hết. Này, em đã quay bát này các bác nhìn thấy mê luôn, toàn bộ là bát 40 hết nhé. Dòng E có này, dòng AT có này, dòng VS có này. Đấy, dòng D có này. Tao hỗ trợ. VS có VS 150 là bát 40 này. Em điểm danh một chút nhá. Anh em nào bốc cái gì thì để alo sớm cho số máy nhé. 0983698887. Thông báo các bác một tin vui là giá nó cũng tương đối hợp lý, trên dưới 30 triệu một cặp và bát 40. Trên dưới 30 triệu một cặp, tùy cặp. Đấy. Bát 40 này. VS 150 này. VS 150 này, E715 này, E315 này, AT15 này. Có cả RE nữa, RE38 bát 40. Cả D9 luôn. À, AT15 và D9 này. AT15 này. D9 này. Đấy, lô này em có về cả dòng bát 40 là dòng Retic nhá. Dòng Retic Mark II. Với những cái dòng Retic Mark II thì nó là cái dòng bát 40 trên chục triệu, rất hợp lý để anh em chơi không? Đặc biệt là em về lên cả S922 của Pioneer này. Hôm trước cũng cặp có bác lấy rồi, hôm nay em về một cặp cũng đẹp không kém luôn. Cặp này anh em chơi Tết thì tuyệt vời này. Đẹp không tì vết luôn. Hàng rất là đẹp luôn. À. Em đang đây là con làm tính nhạc cho nó sôi động. Đây là Retic Mark II. Đây em lạnh ánh một con Pioneer i7. Cặp này rất là dễ đánh. Đây anh em hát hò nghêu nga tốt. Cặp này em đã quay chi tiết cho các bác rồi nhá. Cặp này nặng 92 cân này. Này rất là đẹp. Gần zin. Bô 501 các đời em có hết. Đây bô 501 các đời luôn này. Đây. 501 này, 301 chi 4. Đây là những cái hàng rẻ rẻ tiền. Nào các bác chọn đây những cái dòng rẻ tiền này các bác chơi được này. Âm ly rẻ tiền bình dân cũng đủ hết nhá, để phục vụ các bác chơi một bộ vừa tiền. CD lô này đặc biệt có con Đờ Lâm 1400 này, con này rất là nhiều anh em thích này. Nó rẻ tiền mà tiếng nó tốt. Sharkwin có cả bát 25 các bác nhá. RE dòng 240SE. Dòng bộ nhạy khủng khiếp luôn này. Đây là D9 nha các bác nhá. D9 này thì là bát 40, hai chung một tép kèn. Hai tinh chỉnh đằng trước. Thực ra về cái thiết kế của D9 và AT15 thì rất là nhiều anh em so sánh với nhau. À, tuy nhiên thì mỗi con nó một vẻ. Cái chất tiếng thì nó cũng gọi là xem xem. Còn về cái thiết kế thì mỗi người một gu, có bác thì thích D9. Có bác thì thích AT15. D9 thì cái thanh này nó vuông này. Còn cái thằng AT15 thì nó làm vát vát, nhìn nó có vần điệu hơn. Tinh chỉnh của D9 thì nó cũng thô hơn. Đây cái này nhiều khi anh em không biết nhìn lại tưởng là cái gì, thực ra nó là cái vặn tinh chỉnh. À, cầu chỉ nó nhìn nó thô hơn. AT15 thì nhìn các cái nút làm điệu hơn. AT15 và màng thì thằng D9 thì màng trơn, màng bát này là trơn, nó sần nhưng mà tức là nó trơn, nó không có sóng. Còn AT15 thì nó làm sóng như này. Đấy, để các bác biết. RE38 thì nó cũng làm là trơn, tức là không làm sóng. 715 cũng trơn, 51-50 cũng trơn, đỏ và nâu đều trơn, đen và nâu đều trơn. Còn với dòng
Mark Tu thì các bác biết rồi, nó là một cái dòng loa trên chục triệu mà bass 40 thì không có đối thủ luôn. Đấy. Thưa qua thì anh em cần món gì thì alo sớm cho em nhé. Hàng Mỹ về nhiều, phục vụ các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.